viêm khớp ở bò con. Trong những tháng đầu sau sanh, bò con rất dễ bị bệnh. Một trong những bệnh thường gặp là viêm khớp. Viêm khớp là tình trạng nhiễm trùng các khớp mà bê con có thể mắc phải trong những ngày đầu sau sinh. Nhưng các triệu chứng lâm sàng thường không thể hiện rõ cho đến khi bê con được trên 2 tuần tuổi. Vi khuẩn từ sàng chuồng đi vào cơ thể bê qua lỗ rốn, sau đó đi vào máu và khu trú tại một hoặc nhiều khớp. Triệu chứng viêm khớp ở bò con bao gồm: bò con bị sốt và bỏ ăn, một hoặc nhiều khớp chân bị sưng to và bò con đi lại khập khiễng. Bò con cũng có thể sưng đau lỗ rốn. Dần dần các khớp sưng bị rò dịch ra ngoài. Khi khớp bị nhiễm trùng trên một tuần, khả năng các khớp có thể hồi phục là rất thấp. Để phòng ngừa viêm khớp hiệu quả, cần thực hiện tốt 3 điều sau đây. Điều 1. Có thể phòng ngừa viêm khớp bằng cách cho bú 2-3 lần sữa non đủ chất dinh dưỡng trong vòng 3 giờ đầu sau sanh. Điều 2. Tạo môi trường trang trại sạch sẽ, khô thoáng và ấm áp. Có lót mùng cưa hoặc rơm hút ẩm đủ dày để bò con có thể nằm cạnh bò mẹ, thường xuyên thay hoặc làm mới lớp mùng cưa này và không nhốt quá nhiều bê con trong một chuồng. Điều 3. Nhớ phun Betadine lên dây rốn và lỗ rốn ngay sau khi sinh. Betadine được chứa trong bình phun bằng nhựa. Nồng độ iốt trong chai nên ở mức khoảng 7%. Bê con nên được điều trị cách xa mẹ của chúng và phun rốn bằng dung dịch cồn iốt. Việc điều trị các bệnh khớp thường không thành công, nhưng nếu được phát hiện sớm, các biện pháp điều trị sau đây là cần thiết. Thứ nhất, chọn kháng sinh phù hợp, nên chọn oxytetracycline tác dụng dài với liều 1ml cho mỗi 10kg dùng cho một lần, hoặc cetiofur liều 1ml cho mỗi 50kg dùng mỗi ngày trong 5 ngày. Traxin là thuốc kháng sinh rất hữu ích nhưng không được đăng ký ở Indonesia, thường liều dùng là 1ml cho mỗi 40kg một lần. Thứ hai, thuốc giảm đau Furnisin liều 1ml cho mỗi 45kg dùng mỗi ngày trong 3 ngày. Thứ ba, rửa vết thương, dùng dung dịch Betadine pha loãng, xối lên vết thương để rửa. Nên chọn hình thức tiêm dưới da và không tiêm vào cơ. Điều trị viêm khớp không cần bổ sung hỗn hợp vitamin. Nếu bê con đi lại khập khiễng nặng sau 3 tuần điều trị thì nên giết thịt nhân đạo. Viêm khớp là bệnh cực nguy hiểm và khó điều trị. Tốt hơn là nên phòng tránh chứ không phải điều trị.